Tối 4 tháng 7, Trường Đại học Văn Lang Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm nhạc giao lưu nghệ thuật Vọng Cố Đô với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội nhằm giới thiệu đến sinh viên văn hóa nhã nhạc cung đình và ca Huế. Vọng Cố Đô là chương trình nghệ thuật kết nối âm nhạc truyền thống và thi ca đương đại, mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng về cội nguồn, đặc biệt là tôn vinh nhã nhạc cung đình Huế, một loại hình nghệ thuật được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Khán giả được thưởng thức các tiết mục như trích trình tấu đại nhạc, trình tấu tiểu nhạc, ca Huế thính phòng hát lời mới, đến từ những nghệ nhân trốn kinh kỳ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tâm, nhóm nghệ sĩ câu lạc bộ ca nhạc Phú Xuân Huế. Dịp này, sinh viên còn được cung cấp thêm thông tin bổ ích về nhã nhạc cung đình và ca Huế. Sắp tới, Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục tổ chức các đêm trình diễn nghệ thuật quan họ Bắc Ninh, âm nhạc Tây Nguyên với mong muốn đem nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả đương thời, đánh thức tình yêu âm nhạc truyền thống trong sinh viên.